Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Spot Hùng đây. Và Hùng đố các bạn biết đây là cái gì ạ? Cái gì mà đen đen tròn tròn này ạ? Chắc chắn là các bạn không biết nó là cái gì. Nhưng sau khi Hùng mở nó ra thì các bạn sẽ biết nó là cái gì. Thực ra bên ngoài này chỉ là một chiếc bao thôi. Ok, còn bên trong này mới thực sự là cái mà Hùng muốn giới thiệu đến mọi người. Đây là một quả bóng tập cổ tay. Và nếu gọi chính xác hơn thì phải nói là bóng tập tay toàn diện. Ok, với quả bóng này thì nó sẽ giúp cho cổ tay của các bạn khỏe hơn, dẻo hơn. Và đặc biệt là sử dụng nó rất là dễ dàng và tiện lợi. Bạn có thể mang nó đi bất cứ nơi đâu để các bạn tập. Đặc biệt là các bạn chơi cầu lông và chơi các môn thể thao liên quan đến cổ tay thì các bạn nên quan tâm đến sản phẩm này. Đây là một dụng cụ giúp cải thiện lực cổ tay cũng như là cải thiện tất cả các nhóm cơ tay của các bạn. Không chỉ lực cổ tay, không chỉ là cơ dưới này, mà tất cả cơ bắp tay, cơ vai của các bạn đều được cải thiện với những bài tập đúng cách mà Hùng sẽ hướng dẫn các bạn. Và những bài tập đúng cách mà Hùng sẽ hướng dẫn trên các video trên kênh YouTube của Hùng. Ok, dụng cụ bóng tập cổ tay. Khi mà các bạn chơi cầu, các bạn chơi cầu thì các bạn chắc chắn các bạn biết rằng nó là môn cầu lông, là một môn thể thao thiên về cổ tay. Dĩ nhiên, ngoài cổ tay ra thì chúng ta vẫn cần phải đến lực cánh tay. Tuy nhiên chính vẫn là cổ tay của các bạn. Và đây là một sản phẩm giúp cho tập cổ tay các bạn. Có thể nói là hiệu quả nhất, đơn giản nhất và dễ dàng nhất. Chỉ với 10 phút tập bóng mỗi ngày thì các bạn chắc chắn sẽ có cổ tay được cải thiện rất là nhanh chóng. Và chỉ sau khoảng 2-3 ngày là các bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Các bạn sẽ thấy rằng các cái cơ tay của các bạn nó sẽ săn chắc lại. Và các bạn sẽ cảm thấy đau cơ. Đồng thời các bạn sẽ cảm nhận rõ ràng là những pha cầu của các bạn sẽ mạnh và uy lực hơn. Và cổ tay của các bạn cũng chắc chắn hơn, những pha tì lưới và những pha đập cầu cũng mạnh hơn, vẽ cầu cũng mạnh hơn. Đấy các bạn. Ok, và đặc biệt quả bóng này là quả bóng với công nghệ cải tiến mới nhất, có nghĩa là nó là bóng tập cổ tay hiện đại nhất trên thị trường hiện nay. Tại sao Hùng nói nó hiện đại? Ok, một đó là nó sử dụng công nghệ khởi động tự động. Công nghệ khởi động từ, theo cái ngành tự động hóa, theo ngành kỹ thuật thì người ta gọi là công nghệ khởi động từ. Có nghĩa là mọi người không cần một chiếc dây khởi động như mọi khi nữa. Và mọi người chỉ cần duy nhất một quả bóng này thôi. Đó là công nghệ khởi động từ. Thì Hùng sẽ hướng dẫn mọi người này. Với công nghệ này thì mọi người chỉ cần ẩn, đây mọi người nhìn thấy mũi tên không ạ? Mọi người chỉ cần ẩn theo chiều mũi tên này và mọi người giữ tay như thế này. Đó. Và mọi người thả ra. Và thế là quay. Và một điểm khác biệt nữa của cái sản phẩm này đó là nó quay rất là êm. Nó quay rất là êm và đặc biệt lực văng của nó rất là lớn. Khi mà quả bóng quay không êm, nó lọc cọc ấy, thì dẫn đến là cái việc các bạn tập xoay nó sẽ không được đều và khiến cho nó tác động lực không đều vào cổ tay các bạn, nó sẽ không tốt. Cùng với đó là lực văng của quả bóng rất lớn, cái lực ly tâm của bóng rất lớn. Nó khiến các bạn phải nắm chặt, giữ chặt quả bóng. Đó các bạn. Các bạn đấy, Hùng tập cổ tay ve này, Hùng vẩy như này thì cái cổ tay ve của Hùng nó rất là tốt, cổ tay ve của Hùng nó lên rất là nhanh, Hùng rất là tự tin với quả ve của mình, quả ve của Hùng rất là mạnh. Những pha cầu quả khác thì Hùng chưa nói, nhưng quả ve cầu của Hùng tự tin là nó khá mạnh. Để ve từ cuối sân, để ve ngược từ cuối sân này sang cuối sân kia thì nó rất là đơn giản nhờ tập với quả bóng này đấy. Trước thì sản phẩm này của bên Hùng hot quá, thực sự là nó quá hot luôn. Nó quá hot nên là đến cái quả mà Hùng dùng để tập, Hùng cũng phải bán cho khách. Khách đòi mua bằng được các bạn ạ. Khách đòi mua cho bằng được. Và cuối cùng Hùng cũng phải bán nó đi. Và từ sau đợt Tết thì do tắc biên nên là hàng chính xác là nó mới về được 2 hôm nay. Hùng nhập tạm thời lần này là 200 quả và lần sau là 200 quả. Hàng cũng đang về. Và Hùng cũng sắp bán hết 200 quả này rồi. Hùng bán chủ yếu qua kênh Facebook bởi vì là khách hàng trên Facebook của Hùng rất nhiều. Và trên Facebook thì Hùng cũng có thể nói là có chút tên tuổi. Và Hùng đang cố gắng xây dựng tên tuổi của Hùng trên kênh YouTube để mọi người có thể biết đến Hùng nhiều hơn và mang lại những sản phẩm, những giải pháp tập luyện tốt hơn và những sản phẩm chất lượng và giá rẻ nhất đến mọi người. Và đây là một quả bóng tập cổ tay. Chỉ cần mỗi 10 phút mỗi ngày ạ, tập luyện rất đơn giản và dễ dàng, bạn có thể mang quả bóng này đi bất cứ nơi đâu. Chỉ cần 10 phút mỗi ngày là các bạn sẽ có cổ tay khỏe. Nhớ là phải tập đúng bài nha, Hùng đã có video hướng dẫn các bài tập ở trên kênh YouTube rồi, Hùng đã làm cách đây cũng khá lâu rồi. Quay như nào đúng, không phải là mua được bóng là cứ quay bừa bừa là đúng đâu ạ. Hùng rất hướng dẫn rất là chi tiết.
nếu mà mọi người quan tâm mọi người có thể xem. Còn quả bóng này để làm gì ơ? Nếu mà mọi người cứ ngồi đó và hình dung rằng quả bóng này tại sao nó lại làm cho cổ tay khỏe thì không bao giờ mọi người hình dung được. Mọi người không thể bao giờ giải thích được, Hùng không giải thích được tại sao người ta lại có thể có một cái phát minh thông minh như thế để giúp cho mọi người tập cổ tay. Một phát minh cực kỳ thông minh và sáng tạo. Chỉ khi nào mọi người được cầm quả bóng trên tay, chỉ khi nào mọi người được cầm quả bóng trên tay thì mọi người mới có thể cảm nhận được và thực sự biết, cảm nhận được tác dụng của nó. Hoặc là ít nhất thì mọi người phải cầm quả bóng, mượn quả bóng của bạn bè. Nếu các bạn không dám đầu tư, quả bóng này Hùng đang bán giá 250.000 tại thời điểm hiện tại. Trong tuần này và trong tuần sau thì Hùng giá 250.000, Hùng free ship. Còn đối với khách hàng trên mua hàng trên kênh Shopee, nếu các bạn biết mua hàng trên kênh Shopee, các bạn truy cập vào đường link Shopee mà Hùng để ở dưới mô tả của video này nhá, thì các bạn sẽ nhận được ưu đãi sau. Thứ nhất, giá bóng chỉ còn 230.000. Thứ hai, bạn sẽ được tặng một đôi tất Yonex xịn, đôi tất Yonex rất là dày, trị giá 70.000 nữa. Ok, 230.000 và tặng một đôi tất dày trị giá 70.000 tất Yonex. Và sản phẩm rất là xịn. Sản phẩm đi kèm theo sản phẩm đó là tiếng đập cầu, sorry mọi người, Hùng đang cắt video thế là nó vừa mới cắt xong, nó vừa mới xuất bản xong. Ok, đây quả bóng, đang có ai gọi Hùng, đây là quả bóng. Quả bóng rất xịn, công nghệ mới nhất. Cùng với đó là mọi người được tặng kèm một dây đeo bóng ạ. Cái dây này đeo bóng để chống rơi mà thực ra thì nó cũng hơi vướng. Ai cầm quen rồi thì cũng không cần. Đây nó có cái lỗ này mọi người xỏ nó vào thôi. Nó sẽ xỏ cho mọi người xem. Đó, thì mọi người có thể đeo nó vào cổ tay. Để khi mà tập luyện nhưng không may tuột tay thì quả bóng sẽ không bị rơi và hỏng. Hùng bảo hành quả bóng này 1 tháng nhá. Nếu mà bạn cứ dùng và nó tự nhiên nó hỏng thì Hùng bảo hành 1 đổi 1 cho các bạn trong vòng 1 tháng. Còn nếu mà các bạn làm rơi, lỗi các bạn làm rơi thì Hùng không bảo hành nhá. Ok, Hùng bảo hành cho bạn 1 tháng dùng thoải mái. Và tiếp theo nó kèm bao đựng bóng này Hùng đặt may riêng nhá. Bao đựng bóng để bảo vệ bóng và bạn có thể mang bóng đi bất cứ nơi đâu. Đó. Hùng sẽ đựng vào bóng cho vào bao cho mọi người xem đây. Đây ạ. Thế là xong. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ở video này của Hùng. Đây là một sản phẩm, một dụng cụ hỗ trợ tập luyện cổ tay cực kỳ hiệu quả. Nó là, theo Hùng, nó là bài tập hiệu quả nhất. Nếu mà mọi người sở hữu nó và tập đúng theo những bài hướng dẫn của Hùng thì cổ tay của các bạn chắc chắn sẽ rất khỏe. Nói thẳng luôn, cái thời gian mà Hùng không có bóng, Hùng bán nốt quả bóng của Hùng cho khách ấy, Hùng cảm giác cổ tay Hùng đuối đi, tại vì Hùng không tập với nó. Bởi vì mình đang tập với nó quen rồi, cổ tay mình những quả tì ve, những quả tì lưới tạt ngang thì cực kỳ mạnh và căng tay. Tuy nhiên sau kiểu mình đánh kiểu trùng trùng ấy, do không tập. Các bạn cứ hình dung khi các bạn tập với bóng thì cái cổ tay của các bạn nó phải chịu cái cường độ tập luyện lớn, nên là cổ tay của các bạn lúc nào cũng sẵn cái lực, quen với cái lực mạnh rồi. Nên là nếu mà các bạn muốn cải thiện cổ tay, muốn những pha đập cầu của mình mạnh hơn, những pha ve cầu của mình tốt hơn và những đường cầu nó dẻo hơn thì mọi người hãy liên hệ Hùng nha. Sản phẩm Hùng rất tự tin luôn, nó rất là chất lượng. Rồi, bye bye, goodbye tất cả mọi người.